Nhìn xung quanh các bụi cây vô tâm bằng khi đuổi theo chú trộn và khi nghĩ tới niềm vui quanh mình. Cô đuổi theo con trộn, một xu cho một ông sơi, chỉ một xu cho này kim khâu đồ, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con trộn. Timmy hơi ho chút thôi mà, và Timmy đang bị sơi nè. Chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Cô đuổi theo con trộn, nửa cân gạo có hai xu à, nửa cân mật mía ngon tuyệt, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con trộn. Và mời tôi khi tôi ra ngoài, bằng khi ở trên cái bàn, nhặt một cây và ném nó đi. Cô đuổi theo con trộn, không qua cửa xuống con đường, trong ra ngoài giống như đai vàng, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con trộn. Mẹ dạy tôi cách sâu kim nè, và phải làm sao để mai đồ, và mỗi khi ngón tay tôi trượt, cô đuổi theo con trộn. Có thể thử và mai thiếu thùa, không bao giờ chúng ta mai đẹp, vì thế hãy cuồng nó lên đi nào. Cô đuổi...